Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe tiếp phần còn lại truyện ngắn của Tống Minh Long Quân mang tựa đề Hoa Đào Năm Ấy. Sau khi bỏ chồng, Mai đem mẹ về tiểu bang Cali, nơi có nhiều người Việt định cư. Mẹ có vẻ thoải mái khi về vùng nắng ấm, có đủ các thức ăn quê hương. Báo chợ biếu không, bà tha hồ lượm về đọc. Bà có vẻ vui hơn xưa. Mai thấy người Việt ở San Jose thành công trong việc học nhiều hơn tiểu bang khác, nên nàng bắt đầu ghi tên đi học lại ở college. Nàng theo khóa học kế toán, tài chính 2 năm, sau đó ghi tiếp học ở Đại học San Jose. Rồi nàng cũng mũ áo ra trường như ai. Văn bằng kế toán không kiếm nhiều tiền như ngành điện tử, nhưng cũng tạo cho Mai một công việc làm với đồng lương khá hơn công việc làm ở Chicago rất nhiều. Mai bắt đầu quen biết, cặp bồ lung tung với các bạn đồng nghiệp Mỹ trong sở. Nàng không thích giao thiệp với người đồng hương vì hình ảnh người yêu đầu đời đã in sâu vào lòng nàng một mối hận. Nàng cho rằng Dũng đã im lặng, phủ phàng, bỏ rơi nàng trong lúc bụng mang dạ chữa. Nếu thật tình chàng yêu Mai thì đã lặn lội tìm nàng rồi. Lại thêm hình ảnh của cha. Sau 30 tháng 4, nghe nói ông kẹt lại Sài Gòn với bà vợ sau. Hai người sinh thêm mấy đứa nữa, nghe nói cuộc sống không mấy khá. Mẹ vẫn hận bố nên không liên lạc thư từ và cũng không muốn con gái giúp đỡ gì cho cha. Mai quen biết với John cùng trong chỗ làm việc và quyết định bước thêm bước nữa. Đám cưới sơ sài được tổ chức với bạn bè trong sở. Mẹ Mai cũng không chống đối. Lúc này bà hiểu đôi chút tiếng Mỹ, nói năng dăm ba câu ba rọi nhưng đủ để cho anh hiểu và cười xòa. Hai vợ chồng mua căn nhà nhỏ đem mẹ Mai về ở chung. Cuộc sống tưởng đâu yên, nhưng 3 năm sau mẹ lâm căn bệnh ung thư ngặt nghèo nên từ giã cõi đời, bỏ Mai lại một mình. Khổ vì mất mẹ, Mai đâm ra nghiện rượu, nàng thèm rượu chát và uống những nước lã mỗi ngày. John thương vợ nên thông cảm nỗi khổ của nàng, chỉ khuyên Mai nhẹ nhàng là đừng nên quên sầu trong chất men, nhất là đàn bà. Nhưng đã nghiện rồi thì làm sao bỏ được? Cuối tuần Mai có thể một mình chê hết 2 chai rượu chát, mà phải là rượu chát của Pháp nàng mới chịu. Mới đầu John còn khuyên vợ nhẹ nhàng, về sau thấy Mai vẫn nốc rượu hết ly này tới ly khác, John chán nản bỏ vào phòng nằm đọc sách. John thèm một đứa con. Hai vợ chồng sống chung bao lâu nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Đi khám bác sĩ thì hai người vẫn bình thường. Mai không cho chồng biết là ngày xưa nàng đã chữa đẻ một lần rồi chứ sao không. Lúc mong muốn có con thì không được, ngày xưa không trông đợi thì lại có. Ông trời kể ra oái oăm thật. Hay là Mai cao số vì đường chồng con, gặp ông nào cũng lận đận trắc trở. Thế rồi một ngày đẹp trời, Mai khám phá trong cặp táp của John tờ giấy khám thai của một người đàn bà tên Lisa. Mai tra gạn thì cho nói thật đã ăn nằm với người đàn bà này cả năm nay, giờ cô ta đang có thai. John không biết phải nói với Mai ra làm sao. Nàng giận quá, đập phá đồ đạc trong nhà, nhất định đòi ly dị. Nàng không muốn cho John ca cái bài How Can I Tell Her About You. Đàn ông người nào cũng bội bạc, Mai nghĩ vậy và đâm ghét hết tất cả đàn ông trên cõi đời. 15 năm mặn nồng tình nghĩa, vậy mà John cũng vũ áo ra đi cá rột. Căn nhà bán chia đôi, mỗi người ôm một số tiền đi 2 hướng riêng. Trước khi đi, John hôn lên má Mai, tha thiết xin nàng giữ tình bạn và xin lỗi đã phụ nàng. Chẳng qua John mong có con quá, chỉ một lần bay bướm mà người đàn bà kia có con nên John không bỏ được. Mai dọn ra một apartment 2 phòng ngủ trong một cao ốc sang trọng. 2 năm nay nàng sống cô đơn nhưng chưa muốn kết nối tình cảm lâu dài với một ai. Mai đổi qua làm việc ở Francis Electronics để khỏi ra vào gặp John ở cùng chỗ làm việc nữa.
Đêm nay là gia vũ Giáng sinh được tổ chức trong sở làm. Ban giám đốc mướn một nhà hàng để khoản đãi nhân viên. Thức ăn được đẩy đầy trên hai dãy bàn, mạnh ai nấy lấy. Người nào người nấy áo quần lộng lẫy, ăn uống xong sẽ có màn khiêu vũ. Mai tiếc rằng mình đi một mình, không có người để ra thi thố trên sàn nhảy. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng người cất lên, khiến nàng giật mình. Người đẹp cho phép tôi ngồi cùng bàn chứ? Lại gái dân. Chẳng lẽ nói không? Mai gật đầu giơ tay mời. Gái dân tay bưng dĩa thức ăn, nhìn qua dưới xe đách của Mai, nói ngay. Đằng kia có món tôm luộc cô thích kìa. Cô muốn không để tôi lại lấy cho cô nha. Cảm ơn, để một lát tôi lấy cũng được mà. Không sao, để tôi để thức ăn của tôi đây. Cô coi dùm nha, tôi trở lại lấy cho cô. Trời ơi, lâu lâu mới có bữa ăn chùa, ăn cho no cho đã đi chứ. Mai mỉm cười không phản đối. Tại sao gã biết Mai thích món tôm luộc này? Kể ra, chàng gu nhà thờ Đức Bà này không tới nỗi tệ. Mai vui lên với ý tưởng này trong đầu. Một lát sau, gã dân trở lại với dĩa thức ăn đầy ắp đưa cho Mai. Gã chọn những con tôm to tướng màu hồng cam, thêm chút nước sốt để bên cạnh. Mai nhận lấy, nói cảm ơn. Hôm nay gã dân diện vét lên, coi khác hẳn vẻ lam lũ thường ngày. Tướng tá gã cao lớn, coi không tới nỗi tệ. Chỉ phải tội, gương mặt chằng chịt những vết sẹo, con nít gặp gã chắc ban đêm, có ác mộng hổng chừng. Dân kéo chiếc ghế đối diện Mai và ngồi xuống với dĩa thức ăn của mình. Hồi đó tới giờ, Mai không có cảm tình với gã đàn ông này. Vì lúc nào gã cũng nhìn Mai đăm đăm khó hiểu, pha chút bẩn cực trong đó. Mai thầm nghĩ, dù cuộc đời nàng gian truân qua bao nhiêu tay đàn ông, nhưng đâu có tới nỗi phải rơi vào tay thằng cha lao công trong cơ xưởng như vậy đâu. Mà thằng chả gặp nàng ở đâu, lại mắt sáng lên, nói nàng không chút kính nể. Cô có thân nhân gia đình ở đây không cô Mai? Không, mẹ tôi qua đời 10 năm nay rồi. Cha tôi thì có vợ khác, còn ở Việt Nam. Thế còn chú, gia đình chú ở đâu? Thân cu li như tôi, kiếm miếng ăn bỏ miệng còn chưa đủ đâu có dám nghĩ tới vợ con. Mà tôi đâu có già lắm đâu mà cô phải gọi tôi bằng chú chứ. Mai im lặng. Người đàn ông này ngoài 50, không có vợ con ở đây thì ở nơi khác chứ dễ gì không. Đàn ông nào hễ hỏi có vợ chưa thì cứ chối bay bẫy. Có hay không á thì nhầm nhò gì tới Mai. Nàng cắm cúi ăn. Gã dân bắt chuyện, hỏi những câu trời trăng mây nước. Hôm nay là tiệc Giáng sinh, Mai cũng không muốn khó tánh như thường ngày, nhưng nàng mong gặp bạn bè khác để lấy cớ bỏ đi bàn khác cho rồi. Từng cặp bắt đầu ra sàn nhảy. Mai lơ đễnh nhìn từng đôi vợ chồng ôm nhau âu yếm. Hôm nay ông sếp cho nhân viên mời cả người phối ngẫu dự tiệc, nên ai nấy đều có đôi. Mai hơi buồn cho thân phận mình. Đàn ông vây quanh bao nhiêu mà những đêm Noel lẻ loi như vậy, thật là khổ. Phải chi Mai điện thoại mời một tên tình hờ tới dự cho đủ cặp với người ta. Tiếng của dân cất lên lôi Mai về thực tại. Mời cô Mai ra nhảy với tôi bản này nha. Mai ngần ngừ và liếc nhanh khắp phòng. Trời ơi, nàng ra nhảy với anh chàng lao công này coi sệ quá. Nhưng mà không lẽ ngồi nhìn thiên hạ hạnh phúc. Nghĩ vậy, Mai mỉm cười đứng dậy. Dân dìu Mai ra sàn. Hai người quyện lấy nhau theo điệu nhạc. Mai ngạc nhiên khi thấy anh chàng lao công lam lũ thường ngày lại có những bước đi nhẹ nhàng bay bướm của một tay chơi thứ thiệt. Mai và gã nhảy thật ăn rơ với nhau. Hai người như quên hết thực tại, chỉ biết đắm mình trong tiếng nhạc. Không biết mọi người từ từ trở vô bàn để nhìn hai người biểu diễn. Tiếng nhạc chấm dứt, tiếng vỗ tay vang lên. Gã dân nghiêng mình kiểu cách cảm ơn và giơ tay mời nàng tiếp theo bản khác. Rồi bản thứ ba, thứ tư, điệu nào gã dân cũng nhảy thật hay. Mai tự hào mình là dân chơi mà còn thấy muốn hụt hơi theo đà quay của gã.
Một lát sau, Dân dìu Mai về trở lại bàn. Gã nói nhẹ bên tai nàng. Cảm ơn cô đã nhảy với tôi mấy bản nhạc. Đã từ lâu, tôi mới tìm thấy được niềm vui năm xưa. Mai nhẹ gật đầu trong vòng tay của gã. Mai nhớ lại cảm giác thời xa xưa với mối tình đầu. Người yêu không quân của Mai ngày xưa cũng có lối nhảy bay bướm như vậy. Thời gian qua quá nhanh. Mai đã quên dĩ vãng từ lâu, nhưng tự dưng đêm nay gã đàn ông xa lạ với lối nhảy khiến Mai nhớ lại ngày xưa khi mình còn là cô nữ sinh trường đầm, leo rào đi chơi với người tình. Tự dưng Dân ôm mặt gục xuống bàn. Mai hốt hoảng lấy tay gã. Anh bị sao vậy? Dân lắc đầu nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chắc không sao. Tôi chỉ hơi bị mệt với chóng mặt thôi. Tôi nghĩ một chút là khỏe mà. Mai ái ngại nhìn người đàn ông. Nàng cảm thấy tội nghiệp. Có lẽ hồi nãy nhảy hăng mà cả quên tuổi của mình đã xế chiều, chứ không như hồi còn trẻ chăng? Anh có muốn về không? Tôi đưa anh về. Khỏi, tôi có xe của tôi mà. Xin lỗi, đã làm cô sợ. Tôi nói để trấn an Mai, nhưng nàng thấy gương mặt người đàn ông sau những lớp thẹo chằng chịt đã đổi sang một màu xám xịt. Mai đứng lên, lấy quầy rượu, lấy một ly nước lạnh mang đến cho gã. Người đàn ông cầm ly nước, con mắt còn lại nhìn Mai thật sâu, khiến nàng thấy đỏ bừng hai má. Hai người ngồi im lặng nhìn người khác nhảy, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Dần nhìn Mai nói, cô nhảy khá lắm. Những điều nhảy bây giờ giới trẻ đã thay đổi, họ thích lắc mình với fantasy hơn là giữ nét lả lướt nguyên thủy. Nhìn cô, tôi tưởng tượng khi còn trẻ, cô duyên dáng lắm. Bây giờ vẫn còn. Mai lại đỏ bừng má. Gái này có bộ biết tán gái dữ đà. Nhưng mà trái tim của Mai đã cằn cỗi rồi. Hơn nữa, người đàn ông cỡ như gã này không phải là đối tượng của Mai. Nàng không còn hứng thú ở lại nữa. Nàng nhìn gã Dân nói, tôi cảm thấy hơi mệt. Anh ở lại chơi, tôi về trước nha. Nếu cô về thì tôi cũng về luôn. Tôi đi với cô ra bãi đậu xe nha. Bây giờ trời cũng tối rồi. Hai người im lặng đi bên nhau. Trời mùa đông Cali năm nay khá lạnh. Mai bắt tay gã Dân, chúc gã một Giáng sinh vui vẻ. Bàn tay chai cứng của người đàn ông nắm tay Mai hơi lâu. Nàng rút tay về và đi nhanh ra chiếc xe Lexus bóng loáng đậu gần đó. Thế rồi, những ngày nghỉ trôi qua thật nhanh. Cơ sở của Mai đóng cửa từ trước Giáng sinh tới qua Tết Tây mới mở cửa lại. Nhân viên được nghỉ ở nhà không ăn lương. Kẻ có tiền thì lợi dụng dịp này đi du lịch. Kẻ không tiền thì than trời như bọng vì mất đi một kỳ lãnh lương. Mai theo lời mời của người bạn bay về Florida chơi một tuần. Đến khi trở lại làm việc, nàng ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng anh chàng lão công tên Dân ở đâu cả. Mai chỉ thắc mắc thôi, chứ cũng không bận tâm gì. Người như gã, giống như gã đã từng nói, làm công việc với đồng lương tối thiểu, không làm chỗ này thì chỗ khác, thiếu gì. Chắc gã đã kiếm công việc nào nhàn hơn nên đã vỗ cánh bay đi. Lúc trước ra vô đụng đầu, thấy gương mặt xấu xí của người đàn ông cùng đôi mắt chột khiến Mai mất cảm tình. Bây giờ thì cảm thấy hơi hối hận. Sau những điệu nhảy, Mai đoán gã này ngày xưa cũng là một tay chơi chứ không phải là Dân cụ lần đâu. Mai định bụng sẽ gặp gã để hỏi han quá khứ người đàn ông này xem sao. Có thể gã là một sĩ quan đi học tập qua Mỹ theo diện HO. Cái điệu bộ ngang tàng không chút mặc cảm chứng tỏ gã không phải là người tầm thường. Mai cũng hơi lấy làm xấu hổ khi nhớ lại lúc trước thái độ mình lúc nào cũng tỏ vẻ khinh khỉnh với gã. Đời Mai cũng đã bầm dập mấy phen chứ hay ho gì đâu. Nhớ giọng ca ngâm nga của gã vừa làm vừa hát, nhiều khi đổi lời theo ý gã. 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ. Mấy tháng trôi qua, cho đến một ngày vào mùa xuân, Mai nhận được một phong bì to bên ngoài in địa chỉ một tổ hợp luật sư San Jose gửi đến.
Mai lật qua lật lại chiếc phong bì với vẻ ngạc nhiên. Có lộn vậy. Nàng không nợ nần hay có dính líu gì tới pháp luật, đâu mà luật sư gửi thư cho nàng chứ. Chắc có sự lầm lẫn gì đây. Mai xé phong bì, bên trong là một lá thư đánh máy cùng một phong bì nhỏ kèm theo. Mai đọc nhanh những hàng chữ. Kính chào bà Mai Nguyễn, chúng tôi đường đột gửi lá thư này đến bà với tư cách đại diện cho thân chủ của chúng tôi là ông Trần Quốc Dân, đã qua đời ngày 29 tháng 12. Theo di chúc của người quá cố, chúng tôi xin chuyển lá thư của ông cùng bản sao của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đến cho bà để tùy nghi. Nếu có điều gì thắc mắc, xin bà liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ trên. Hy vọng chúng tôi sẽ giúp được bà trong vấn đề giấy tờ theo ý muốn cuối cùng của thân chủ chúng tôi. Mai lặng người, hai tay run rẩy như vừa được tin một người thân trong gia đình qua đời. Mấy tháng này vắng bóng người lao công, Mai tưởng đâu ông đã vỗ cánh tìm bến đầu khác, chứ ai có ngờ cuộc đời ngắn ngủi đến như vậy sao. Mai nhớ tới điều nhảy lả lướt của người đàn ông trong buổi tiệc Giáng sinh, nhưng mà giữa Mai với người đàn ông này đâu có gì thân mật gắn bó để mà ông phải nghĩ tới nàng trước khi lìa đời chứ. Mai tò mò rút lá thư được dán kín lại trong phong bì. Nằm nhắm mắt lại cho đỡ hồi hộp trước khi xếp phong thư ra. Hàng chữ cứng bay bướm trên trang giấy trắng, đập vào mắt nàng. Tim Mai đập mạnh hơn khi bắt đầu đọc. Thanh Mai thương. Chắc Mai rất ngạc nhiên khi đọc những dòng chữ này phải không? Cho phép anh được gọi tên Mai và xin anh với em một lần cuối. Anh viết những dòng chữ này khi nằm cô đơn trên giường bệnh một ngày cuối năm. Anh biết căn bệnh của mình không còn sống bao lâu nữa. Anh muốn được nhìn thấy em một lần cuối trước khi lìa đời. Nhưng ý muốn này quá xa vời. Hơn nữa, anh đâu có biết số điện thoại nhà riêng của em đâu mà gọi. Mai ơi, anh chính là Dũng của em ngày xưa đây. Anh biết anh có lỗi nhiều với em, cho nên những ngày tháng qua ra vào cơ sở gặp em, anh chỉ muốn phun ra hết những ẩn ức trong lòng của anh mà anh ôm ấp mấy chục năm nay. Nhưng anh không dám em à. Em cao sang quá. Hình ảnh của anh ngày xưa đã hoàn toàn biến mất trong ký ức của em rồi. Hơn nữa, nhân dáng bên ngoài của anh hiện tại đã làm anh chùn bước, không muốn em nhận ra anh. Nhưng hôm nay, em cho phép anh được kể cho em nghe câu chuyện về đời anh. Cả cuộc đời, điều anh ân hận nhất là đã làm mất tuổi thơ và sự trong trắng của em. Lúc đó, anh yêu em mãnh liệt nên không nghĩ tới hậu quả. Cha mẹ anh mất sớm, anh về sống với dì của anh là mẹ của Thúy. Khi đậu tú tài toàn phần, anh không muốn làm gánh nặng cho dì anh nữa, nên gia nhập binh chủng không quân. Anh mãn nguyện với cuộc đời binh nghiệp của anh. Đến khi gặp em, yêu em, anh cảm thấy đời mình quá hạnh phúc. Như tình yêu nào cũng là một trái đắng. Ngày em bỏ Đà Lạt đi đột ngột, Thúy có báo tin cho anh biết. Lúc đó anh cũng chưa hiểu nguyên nhân nào mà em lại quyết định như vậy. Vừa lúc đó, khi đoàn anh thuyên chuyển về Pleiku để tăng cường những phi vụ yểm trợ chiến trường, càng ngày càng thảm khốc. Thúy cứ nói cho anh biết sơ và anh cũng ngờ ngợ đoán là em đã có mang đứa con của anh trong bụng. Anh vừa vui vừa đau khổ, vui vì được làm cha, khổ vì không biết làm sao để bảo đảm tương lai cho em và con trong lúc chiến tranh càng ngày càng leo thang. Thân anh, ngoài hai bông mai ra, anh không có chút sản nghiệp nào để lo cho mẹ con em. Nhưng anh cũng định bụng, sau những chuyến công tác, anh sẽ đánh liều đến nhà em ở Sài Gòn để thú thật tình yêu của mình cho ba mẹ em biết. Nhưng rồi, trong một phi vụ cuối cùng, máy bay anh bị địch quân bắn trúng. Lúc máy bay bốc cháy, anh phải nhảy dù ra ngoài. Anh tưởng đâu mình chết rồi, vì khi anh sửa soạn để nhảy xuống thì máy bay nổ lớn. Khi tỉnh lại thì anh thấy mình đang nằm trong khu rừng già với mình mẩy đầy thương tích. Cặp mắt anh sưng tấy lên với máu khô đóng cục. Nhìn quanh không thấy ai, anh gắng gượng ngồi dậy
bò lết dưới cỏ để kiếm nước uống, sau đó lại ngất đi. Đến khi tỉnh lại lần thứ hai thì nghe tiếng nói lao xao. Thì ra anh đã rơi vào tay địch. Bọn Việt Cộng để anh nằm dở sống dở chết như vậy, không thuốc thang chữa trị. Nhưng có lẽ trời Phật còn thương anh, nên cho anh sống, kéo lê kiếp sống người tù binh trong tay địch, không thuốc men chữa trị. Kết quả là khuôn mặt anh bị nhăn nhúm vì những vết thương, sau này trở thành thẹo. Chừng 2 năm sau thì miền Nam lại rơi vào tay Cộng sản. Lúc các quân nhân kéo nhau đi học tập, thì anh đã là thằng tù nhiều kinh nghiệm rồi em ạ. Ở tù được 10 năm, anh được thả về. Anh dò hỏi gia đình dì của anh thì được biết gia đình em đã ra đi trước 75, không ai có tin tức gì cả. Thúy cho anh biết, em có liên lạc với Thúy để báo tin cho anh biết là em đã sanh một đứa con trai. Nhưng sau đó đứa bé bất hạnh qua đời. Anh buồn quá, tương lai thì đen như mõm chó. Sau đó anh tìm cách vượt biên bằng đường bộ qua Campuchia. Chắc em đã đọc sách báo về những chuyện kinh khủng của những kẻ tìm tự do bằng đường bộ rồi chứ. Anh không muốn nhắc lại làm chi. Trở lại chuyện của anh, qua những lần tưởng chết, anh đến được bến bờ tự do. Anh mất hết giấy tờ, nên dùng giấy tờ của người bạn đường đã chết mang tên Dân, vì nếu không sẽ gặp nhiều rắc rối khi định cư. Một hội nhà thờ bảo lãnh anh về sinh sống ở Oregon, nhưng năm sau anh tìm cách dọn về Cali. Trời dung dũi cho anh được gặp em trong cùng chỗ làm việc. Anh nhận ra em ngay, dù đã mấy chục năm xa cách, em vẫn duyên dáng với đôi má lúm đồng tiền. Em cao sang quá, còn anh, tấm thân tàn tạ với khuôn mặt dì hợm, nên anh không dám nhìn em. Bao lần anh muốn thổ lộ niềm nhung nhớ của anh dành cho em bấy lâu nay, nhưng anh không dám. Anh sợ em khinh khi. Mối tình đầu ngày xưa của một cô bé mới lớn còn bồng bột, chắc em đã chôn vùi trong di vãng từ lâu. Nhận nhau để làm gì? Chỉ tìm ngỡ ngàng mà thôi. Một thời gian ngắn sau khi định cư ở đất Mỹ, anh khám phá ra mình bị ung thư. Anh chán nản không còn muốn phấn đấu nữa. Em cũng biết, một phi công như anh đã từng đi tu nghiệp bên Mỹ thổ xưa thì vốn liếng anh ngữ của anh có thể giúp anh tìm một việc làm khá hơn. Nhưng anh không muốn. Anh chấp nhận là một nghề hèn mọn nhất để được trông thấy em hàng ngày. Anh mua một bảo hiểm nhân thọ thuộc loại không cần khám sức khỏe. Anh muốn có một số tiền để dành cho bất cứ người nào lo ma chay cho anh sau này. Nhưng sau khi gặp em, anh đã đổi tên người thừa hưởng là em đó Mai à. Coi như chút quà anh để lại cho em như một lời tạ tội ngày xưa. Anh biết mình không sống lâu, nên đã gặp luật sư để sửa soạn mọi di chúc. Anh đã cống hiến thân xác anh cho ngành y khoa. Bộ phận nào của anh còn tốt, anh hiến cho những người đang chờ thay bộ phận đó. Chút tiền dành dụm trong chương mục anh dành cho nhỏ quà là việc ma chay cho anh. Mà có gì phải lo chứ, một người không thân nhân, xác thân chỉ thiêu lên là xong, cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi. Anh nhớ mãi đêm Noel, anh ôm em trong vòng tay. Anh có cảm tưởng như đôi ta đang quay cuồng trong tiếng nhạc ở một nhà phố ở xứ hoa anh đào xa xưa ấy. Anh cảm thấy hạnh phúc quá đi thôi. Khi đến đây, anh cảm thấy mệt quá rồi. Căn bệnh anh đến hồi bộc phát. Anh mong được gặp em lần chót, nhưng không biết liên lạc em ở đâu. Anh mong mình nghỉ khỏe lại sau kỳ nghỉ lễ, anh sẽ vào sở để được trông thấy em, người con gái kiêu sa mà anh yêu hết lòng. Lá thư chấm dứt không có đoạn kết. Có lẽ người đàn ông định viết thêm nhiều hơn nữa, nhưng rồi đành phải bỏ ngang. Mai gục đầu xuống bàn, nước mắt nhạt nhòa. Kỷ niệm ngày xưa trở về trong tâm trí cuồn cuộn. Hình ảnh người đàn ông trong đêm nhà phố đã quay cuồng với nàng trong mấy điệu nhạc. Ôi, còn ai vào đây nữa?
lối nhảy bay bướm này nàng đã thấy, nhưng sao nàng không thể nhớ ra? Mai nhớ lại thái độ của mình khi xưa đối với người lao công. Bất giác, hai vai gầy của người con gái rung lên theo từng độ đất. Vì vừa rồi là truyện ngắn của Tống Minh Long Quân mang tựa đề Hoa Đào Năm Ấy. Thanh Phương xin